fulcrui gatu mira la colanchar van dira ta mu cu con play da mina linkan gan tim gum hon nui bu sa ram gan nu na bi ya man pai sam tro nu mi na nu mi na lan ya van chali de sonan alum ko jijang gap yone pulam gap khap yang gap dum ni mer sang dum sam loi dem tak niu tong mang ala char thailand dum nao tat ba rong lan la o sonan gap ni pul a singa drebo sren nyu pya ta da se si drebo singa sren ti char kur anan jing pon pot ko klei kru arang yap yem nui arang yap perat arang yap klei so jing ye lum nui sren arang yap perat yo năn jing Elohim tuy sẽ có bút tàu thầu jing Pol Pot tội diệt chúng nhuận lại ibo ya sân tàu đoa lại bố sân thôn đoại bộ chu anan jing vang pao sẽ sân sân ya mom mom de hong Pol Pot o sẽ sân ya cầu rắc hong lai yuan đấng mừng hồi năm là năm thôn đoại bộ chu mùng 6 tháng 6 2007 Vang Pao bị bắt tại Mỹ. Ý bố ạ. Sơn, suy ngại các lấy mạng này anh ăn dính như Blay Pao cập đình bộ lạc. Như nằm bạc trà Lào nhu. Ý bố ạ. Sơn nha Vang Pao này lại dính tướng Lào thời sẽ suy tư bản này gọi Nục Nguyễn Văn Thiệu này. Như nào trà mi sau năm 75 anh ăn dính Vang Pao. Sơn như lại từ cụ này Hồng Lê Duân nhà chức trách Mỹ bắt giữ Vang Pao hôm mùng 4 tháng 6 tại California với cáo buộc đứng đầu âm mưu lật đổ chính phủ Lào bằng số vũ khí và thiết bị sẽ được chuyển đến Thái Lan. Ê bồi á, nhùm là Lào, Prak nhùm lê Pao, Stu bè AK-47, lê nền lưu phòng Canada, bè cập lô triệu tâm nha. Vật min Playmore, vật Pao như bia đại liên 30, 50, 60, Stinger đóm nả thế phiền, ý bồi á. Sơn ơn Dinh lưu sơn ạc sơn ơn cơ kê này nhô lo lãnh mắt thức này các công tố viên Mỹ cho biết cùng với Vang Pao 77 tuổi còn có 9 người khác phần lớn thuộc phong trào Neo Hon bị bắt giữ và bị truy tố vi phạm đạo luật trung lập của liên bang. Ý bố ạ. Sơn phong trào Neo Hon này mà dọ dân Vang Pao như màu từ Pancho tít luôn nhiều từ Chà Mì mà truy tố theo đạo luật liên bang Mỹ. Ý bố ạ. Sẽ sơn sơn ạ. Dình dì chàng lên ạ. Tôi đã anh ạ. Như bè lệ Mỹ cộng đồng quốc tế như thâu lệ một nước tròn vẹn chủ quyền lãnh thổ sẽ nước Lào như mà màu chẳng lạ như ký kết Hoàng Hoa Kỳ hòa bình lấy lọ nào ngạ bộ nần như sẵn làm cái sỏi rằng sẵn cực rằng sẵn bím dê lệ rệ bố sức rằng là khổng bố Osama Bin Laden ân ông tớ cần mẫu lệ lệ năm nào thế nó rằng tìm lệ như bè ngôi mộ Osama Bin Laden trình biến ý bồi ạ là phơi bệ ác sĩ gặp lịch bồi ạ càng bằng nâng bằng ý bồi ạ xin nâng rạy bồ tọa này mầm đề ô như bèo vi phạm đạo luật trung lập của liên bang trung lập chính sẽ chính phủ đề chính phủ này xa ai bình lạc một đứa ô Cộng hòa Hồng Cộng sản sẽ suy tư bán Hồng Cộng sản nhùm lạc sân à dình phê tư bản chủ nghĩa sân à dình sao chủ nghĩa sân án như thế như bìm lại như bè sẽ xì đoạ luật này như trái ngược nhau này trung lập xa nên dình như bìm lại ý bố ý đạo luật trung lập liên bang Mỹ sân án như một rẽ không sân án như lo lạc mấy thứ này công dân Mỹ
không thể dính líu vào âm mưu lật đổ một chính phủ có chủ quyền mà Mỹ đang có quan hệ hòa bình. Vậy á, bom thế tọt lành rồi này. Sa bỏ chát ở lãnh thổ chủ quyền, ở đang mầu quyền này, đang làm chủ này mà anh lọ nào ngạ cả đằng. Ê, một tư ô, xin rệ bộ, chỉ Nga như Black Ukraine như một tư ô. Điết hệ prong hệ bùn cả nạp hệ ê một tư ngạ có nhu trình tròn vẹn chủ quyền. Chủ quyền trình Ukraine bộ. Ê bởi nhu ngạ như so lên. Nhu so, lạch có nhu, nhu bì mô. Bơ mìm là Việt Nam như lại. Họ đâm tí đô la, họ đâm nghìn tí như chiều như lại. Bơ nhu bà hệ rạc họ đâm như lại. Bà Afghanistan họ đâm như lại. Ê bởi nhu lạc nâng như nào. Jing rằng mô lạch, rằng yông khoa, rằng mô quyền, lạy ngạc mô dọa rằng ạ. Bơ nhu tầm ta nhu một thứ gì. Bia ta như tùy tiếc lên nền xít rớt bố rươi này mà bạc chàng như thế. Ý bố giờ, sân ý rằng. Sân ý ơi, xa bố chàng như màu cây đuôi khoa dần như em lộ tùy ngạo chị. Tại ta em gỗ, dìm sẽ xin vắng bảo nhé. Xin ạ, FBI mãi nhé, cầm mình chụp lại. Xin sân ơn, nâng như lạch thế này. Công dân Mỹ không thể dính líu vào âm mưu lật đổ một chính phủ có chủ quyền mà Mỹ đang có quan hệ hòa bình. Sợ chui cái stream nê phung mì. Tức là ăn này như một màu dinh liệu. Tôi đang như dinh liệu. Ăn với giáp. Ăn một màu cho phép. Ăn một bề bằng tàu ngạo. Ý bồi á. Bia đá màu. Cựu chiến binh Mỹ hướng dẫn thì nhiều. Ăn nên dính sạc lên lửa. Ý bồi á. Sơn nê. Rệ bồ cực kỳ nguy hiểm. Nên nhiều lo lạnh mấy cô này. Nhân viên cục điều tra liên bang FBI Drew Parenti phát biểu tại cuộc họp báo về vụ bắt giữ Vang Pao từng là tướng trong quân đội Hoàng gia Lào vượt biên sang Mỹ 1975 và hiện sống tại Quảng Cam. Ý bởi á. Sân ý chi chàng lại nó xin ạ. Dình anh này dình. Ở xin ạ. Sân ơn xa chô nuôi chính sẽ xin như lại thế này. Vang Pao từng là tướng trong quân đội Hoàng gia Lào vượt biên sang Mỹ 1975 và hiện sống tại Quảng Cam, California. Ý bởi á. Sân ơn như dì bọa lê như tlo grát lê như nào phải chả mì lê nâng như chi lê sân ơn như lộ ngã từng gì si dình hào tôi sân ơn rằng mãi ơ sân rê phải hiểu luật này. Màu ở đây thì chả mì lệ hung thâu hấp dạ rã như lệ sẽ xì cầu gỡ như lệ như một tư mạng idea ô cầu tư mạng idea cầu lại lệ sang cầu dình sang việc bình cầu quản lý dình chỗ nặng idea cầu hãy lặng sang cầu say lắm á sang việc bình ở bia đá cá đi nó bên nó cá lệ ý bây giờ lệ nắn chỉ giang bọa lệ thâu cầu ạc cầu tư mạng cái dưới nhanh ạ hủy đời nào đâm băng đâm nuôi năm gì nghĩa nặng như bè theo quan tính bấm nuôi đời mộ lại đời mộ bọc cọ đời mộ đâm sẽ sử vang bao này đâm lên này lo tiếp mà vang bao tuy sẽ có thầu sát như một thầu biết ô ra một đời tân nó mỹ như một trang ô từ đà lệ ý chính khủng bố như lại bãi sẽ xem là đời bố cả Osama bin Laden sẽ có lại như hoè làm nhạc sĩ cầm nhịp lại sẽ xem là như nước chúng khủng bố mà lắm như lo lại tiếng của này xem này. Từ đầu năm nay, Vang Pao thông qua sự môi giới của Harrison Jack, một sĩ quan về hưu của quân đội Mỹ đã bị bắt, đã mua vũ khí lên đến gần 10 triệu đô và dự định trong tuần sẽ chuyển về Lào qua ngã Thái Lan với hàng trăm khẩu AK-47 và tên lửa Stinger, Min Claymore, tên lửa chống tăng. Nhóm này dự tính lật đổ chính phủ Lào bằng bạo lực và tàn phá các cơ quan nhà nước đóng tại thủ đô Viên. Âm mưu này đã lọt vào tầm ngắm của Cục Kiểm soát rượu, thuốc lá, vũ khí, chất nổ, liên bang và cơ quan này cài người. Các cuộc họp bàn của Vang Pao từ 6 tháng trước. Ý bởi ơi, FBI lên cựu chiến binh Mỹ đang mạ lên mơ. Cài nuôi là họp bịt, tức là Vang Pao không hề hay biết. Ý bởi vậy, dê cả. Sơn ế dập đoạn rồi ngại. Rồi phải thâu,
một thầu ô một mò lọ giờ này sai một ly đi một dầm ô một mò lọ trắc không vang bao ấy kẹp lăng sau này di trang lại nó xích rằng gì rồi rất cần nuôi thùng mình nuôi giỏi sẽ sẵn lắm sau này còn lại lưu lượng rồi rồi kẹp lăng sẽ sẵn lắm sân nhiều lo lắng cho cô này. Tòa án liên bang cùng ngày đã mở phiên tòa sơ thẩm đối với 9 bị cáo này với tội danh vi phạm luật trung lập của Mỹ. Nếu bị kết tội, họ sẽ phải chịu án tù chung thân. Bất luận lý lẽ của họ thế nào, đã là công dân Mỹ thì không thể tham gia vào việc lật đổ một chính quyền hợp hiến. Parenti cho biết những thành viên chủ chốt của nhóm đã bị tóm và sẽ còn nhiều người có liên quan tiếp tục bị bắt. Ý bởi vậy, nào tôi sẽ gì? Cái đang Parenti cựu chiến binh vật nhúi là trầu vật nhúi là lấy bảo toàn vật nhúi là bạc tục triệu đồ ra mạng. Lê hẳn ấn vang bảo ra mạng. Lê hẳn ấn tục băng chô thịt luôn ra mạng. Lê hẳn ấn ấn lạch bất mất cơ nhu im nuôi mì im một quyền ngạc lại này. Ý bởi vậy, sân rời thao lưu gặp dưới rời yêu mi nằm lạc, yêu mi nằm lạc, yêu prang nằm lạc sân ế lăng tên này, ế đọc tên này, ế mỡ tên này, ế thao ông tâm sân ế rời mô yoa hò riêng ô rời mô yoa hạ dạng tê ô sân ơn cậu bố có yên lê mạc rê, mạc lê rê lăn lạc tức bùn chục nè yạc mũr lê hẳn ấn tức bùn chục nè tức yạc mũr yêu buồn tắm mẹ một xin ác lại bàn lấy bạc nên lệ chính cặp bít minh cơ bộ đội phụ lệ nấn xin ơn bộ đội nào ấy lầu buồn sang như thế buồn sang lệ có bố mà cầu như chiêng dồn mơ bà lô khăn ngụy nó mơ dồn trùm nạc cái yêu vàng quốc mà rút tay bà lô bạc mơ xâm lan viết sập lỡ xin ơn chính hề từng mừng buồn chút nè đấy trong quân thạc nào quân chục này nào bà rồi nhỉ bà kinh tế mới trốn nhớ anh có bàn em thả mà một bàn ơ xin ơn phô rô tôi cấp cái hàng là tì ea tì gũ gũ nạc anh em mình bè mò rí tìm nhỉ bà lần lần cấp nạc xin ơn phô mạ nàn quân thạc ea bông ý ghi bố bít mình xin ơn dinh ý ghi bố hế bộ đội rẻ bây giờ trốn tôi nên lẽ nào đâu dính một dọa bộ đội ô dính bốn sang ô khoa khan tịt liền nên là ị bít vệ gỡ lại bài bốn sang là ị bít nhớ một bít ô mạ ẩm tầm tọ tọ cọ tầm nạ tầm tầm một bít gỡ bít nhớ lẽ bít nạ nhớ bí bộ đội lại rẻ lâu bây giờ trốn tôi ea bạch bộ ta rào chẳng ngàn tục mùi như bà đân bí bốn sang đi tầm nhớ cơ ngư nên tầm nạc hay buồn sang dễ yeah, á buồn chút nè dễ buồn cơ tuần dễ buồn thải cam tạm tạm buồn thải à bóng ung ở tay như bố á dễ ung tay đây như bố á dàng ngày cuốt dàng ngày nhảy á dễ em tốt tuần lấy á bởi á sân nè trực bụi ngốt sát lệ dễ xin ạ dọa hông clay dàng tìm tâm ý gầm riêl mà ni như là anh ân cơ mày mặt lạm ta phùng khăn dàng buồn bật lê lại bởi á nà bọc hay gì chính lào mà nì nà nà nì gì sang yàng nè mà vượt bùn thải bóng ấy bồi á sân nha y phải một khoa học y phải khôn khéo y phải thông minh gì đi mà dọa rau mà dọa gul mà dọa riêng ô sẽ xì qua lại thủ này y lăng cả vàng bảo sân nên mau ở đây thì chả mì đi như lại hạ cầu mùi em đi hùng rèm lẽ như một nàng cái idea ô idea sang cầu idea Giê-xu đục biết tất cả của sang cầu mộ nạc có bụng hà có biểu mông mầm dày ô bí cao lệ mô xa ai đế có tìm mô đoà chinh clay thâu có bởi bẻ nế có dòa sân ân chí chàng clay đần có một chàng lệ bụt có bụng lại ô có dạy dạng ạ tất tại ý gứt cơ nhủ còn hào tôi như bệ ý ngạ như bệ ý quan như bệ ý mà châu ế thì bây giờ có tùm mỡ lại tùm thâu lại bởi đang đi như phụng nần bởi như bộ sân này dân châm sang mây dân biêng sang mây dân mạ bực mà mây dân chụp sang mây hồi tệ
lẻ nên yun cầm khạ mẹ đạo ai đi yun pim ye mày yun mạ lận là mày yun cực đầu mày nà nia mày ngạ sẽ sơn đầm khai ô thì mừng chà mi mừng chà prang bề ngạ ye gì hết rồi họ im là do mày hẹn sơn sơn nia sĩ thọ tùy như sơn thì lạn nằm nhầm tại ít ngạ ít bố ít quan ít bố ít ye ít bố mà ta mừng nhiều ngạ ít bây giờ sơn nên ít phải cần nuôi thâu tục tiện nạp yo bố lê, sọ bố lê, tùy bố lê, mô tùy bố lê. Ê bố yá, yu an nàn yá đừng bà năm 46. 27 tháng 5 năm 46, lòng trô rẻ này mà thâu tùy. Cứu nâng nhiều mô tùy ô. Quốc tế là một chấp nhận ô. Ê bố yá, y phải thâu. Sẽ xin lần. Y rất cần nguy thâu. Sân ca y sẵn tùy. Sân nè, tờ đạt y mô thâu ô. Vinh biến, vinh biến, vinh biến. Sẽ xì vàng bào ở xóa số lại này. Ê bố yá, sân mơ rê răng sân nặng. Rằng một cái quốc gia chủ quyền dỗ ư đang tự dọa được ngạ đầy phải ngạ không lấy dỗ lê đầy ngạ không lấy dỗ xin rằng rằng nào đông đầy rằng rằng bla bre sẽ tình cô sơ gồm ta chi liên bang nam tử mà viết ra tình cô sơ gồm sẽ đông tí mỏ xin rằng có tư tôi ta đầy ngạ mà đầy bộ sẽ si ai đề là đầy phát đi đầy bộ ai đề như một lọ màu hiệu lực ô gì xin rằng di chàng lên ai đề mà lộ tục tình cất rẻ ô ya do bọa nhiều ngạ lui ai đề pháp rẻ ai đề sang rụi nọ rồi sang tùy ý bộ ya sân rèn ngạ rèn po chỉ một tùy ô sẽ sân ẩn dọ mò ai đề có mò ai đề làm cầu cập nhật sẽ sân ẩn ở sân tây mông gì lẻ thì lòng chìm tay cầu bìm nhìn chắc lù cập đỉnh mỡ sáng đùng sập đội đêm đặc nỉu tổng bằng ala cha thà là này tây lọ sập đường là chắc lù Here we go.